có lúc nở lành xanh ngọt, nước có nguồn về cả sông sâu người ta. Thank you.
toàn thể anh em con cháu để phút mặc niệm tưởng nhớ chân linh hòa thượng. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Con xin phép được thay mặt các thế hệ của ngoại tổng họ Hậu Kim xin được kính cáo với an ninh tiên tổng lòng họ Phạm Duyên thôn Lệ Chi. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm Quý Mão, dòng họ Phạm Duyên long trọng tổ chức lễ cầu an cho chân linh tổ được dòng họ cầu duyên cho các thế hệ nội ngoại dòng họ đã quy tiên để theo tiên tổ, và cũng cầu phúc cầu đức cầu lộc cho toàn thể anh em con cháu nội ngoại dòng họ Phạm Duyên. Và giờ hành lễ đã chuẩn bị xong, con xin phép được thay mặt toàn thể tâu đệ trang ngã dòng họ Phạm Duyên xin được kính cáo tới an ninh tiên tổ. Trước hết con xin cung thỉnh thượng thượng thủy tổ dòng họ Phạm Duyên cùng Phạm Công Tài cùng cụ bà Ngô Thị An Ngô Táng Tài Đỗ Cao. Con xin cung thỉnh nhị đại thượng thủy tổ dòng họ Phạm Duyên cùng Phạm Duy Hiền cùng cụ bà Ngô Thị Giang một táng tại một đồng. Con xin cung thỉnh cụ tam tại cụ Phạm Công Tính cùng cụ bà Trần Thị Tươi một táng tại cụ mẫu. Con xin cung thỉnh tứ đại thượng thập thần tổng là cụ Phạm Duy Toán cùng cụ bà Vũ Thị Liên một táng tại con chuột. Con xin cung thỉnh ngũ đại cùng xin thái thượng cùng Phạm Duy Tiến cùng cụ bà Trần Vũ Thị Nương một táng tại mà mèo. Con xin cung thỉnh ngũ đại của em xin thái hạ cùng Phạm Duy Quỳnh cùng cụ bà Phạm Thị Khả. Con xin cung thỉnh bốn bà cô tổ trong đồng họ Phạm Duy phụ Phạm Thị Tân cùng Phạm Thị Tính cùng Phạm Thị Giác cùng Phạm Thị Đông các cuộc sống khôn chết thiên về tại địa điểm dòng họ Phạm Duy. Hôm nay chúng con long trọng tổ chức lễ khánh thành đại địa điểm dòng họ Phạm Duy để thể hiện tấm lòng tri ân của các con cháu đối với các bậc tiên tổ đã sinh thành ra ông bà cha mẹ và của chúng ta ngày hôm nay. Cầu xin chân linh tổ họ về giáng hương tại địa điểm mới chứng minh lòng thành tâm đức của các con các cháu của cộng đồng trì cho dòng họ Phạm Duy các thế hệ được mạnh khỏe bình an an khang thịnh vượng. Con xin được phép thay mặt cho dòng họ Phạm Duy xin được cảnh cáo chân linh tổ họ và giờ hành lễ đã bắt đầu. Xin mời đoàn tế nổ chiêng trống để cầu cái vong linh của tổ họ về từ lần để chứng giám lòng thành của tổ họ. Thank you.
Sao sao rực rỡ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tất cả
cùng dùng vũ quan văn trả từ tài mã dụng bằng có lô hậu hóa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ông bản tự thập bát
Cầu tăng duyên trường đoạn.
thành tâm tâm tiến lễ Thank you.
đất xuống tây đông tây nam bắc tứ phi thượng hà nam nữ đồng chúng nhỏ loài cô hồn đồng lai thủ cam lộ về quy đồng loài cô hồn đồng lai thủ cam lộ về tạ lễ tam bái
quan tấu đầy chín phương, rồi quan tấu đầy mười phương đất, quan tấu đầy chư Phật mười phương, mười phương chư Phật quan tấu đầy tông đồng các giá, hội đồng các giá, công đồng các quan, hội đồng các quan, chư bà các vị kim liên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời tư thần cận tấu, vì Việt Nam Hà Quốc Hưng Yên tỉnh Tiên Nữ huyện Thị Nôi xã Lệ Chi thôn Y Vô Ninh Đàn tại Tân Từ Đường Phạm Duy tộc tỉnh xứ cư thuộc phục Phật Thánh để tôn thần tổ tiên hiến cúng đại để xuân thiên tu là thiết để tiến lễ kiến thiết xây dựng để là từ đường công cáo hoàn thành để thỉnh Phật cầu an thỉnh thánh thành phù yểm chấn nội ra ngoại biên khua trừ quỷ bị tà tinh hung thần thoái tháng để tiến lễ thiên quan cầu an cho là các gia nội đồng tộc để xin sáng tạ thổ thần bái tạ để thổ công điền hoàn địa mạch an chấn thần đất từ đường ra là chung để cần cáo hồi ninh yên vị để là sẵn là thà từ đường lễ yết tổ tiên trợ thế cho thập nhị loài cô hồn thì hiền cờ gia nội đồng tộc bản mệnh đắc tạo bình yên nhân thang vật thịnh cầu lộc cầu tài cầu tăng duyên trường thọ sự đi kiến thần để lễ chủ đại diện để là đồng để là tông để là trưởng là nam để là thừa trọng tôn để là phạm duy hưng để hợp đồng các chư gia chư nhân tín chủ con cháu tôn điệp người có mặt cùng người vắng mặt để là thành tâm tiến lễ khánh đà trạch để từ đường khai quang yên vị để kiền tờ ra nội bản mệnh để đáp bảo bình yên nhân khang vật thịnh cầu lộc cầu tài cầu tăng duyên trường họ sự để đạo lưu quan tuổi xanh đầu trẻ mình cơm xác thịt năm chân bước ra ba chân bước vào ăn chưa sạch bạch chưa thông để con xin đại tấu dẫn trình con xin kêu thầy lễ đó cho đồng tộc Phạm Duy để con cháu tôn điểm ngày hôm nay ngày lành tháng tốt ngày buồn tháng tiên giờ đại an ngày đại cát để xin cung hành tạ lễ khai quang yên vị để là khách trạch để là tân để là từ là đường để có điều gì sơ nhầm lỗi thiếu sót để chất lệnh về đâu nhầm Phật thánh xá lỗi Phật thánh thương chư vị các quan tận độ tận thương thiếu cho làm đủ lớp ngài rửa lệnh ngài kê đèn rời xoay xét ngài xoay từ ngọn cỏ xoay lên ngài xoay từ trung thiên để là xoay là xuống để xét cảnh chi tình giáng phúc lưu ân cải tử hoàn sinh thay hình đổi lốt vuốt ve che chở cho con cháu tôn hiệp đồng tộc ngày hôm nay về đây bái lễ qua phá lễ về tại gia tại nghiệp ăn nên nói đổi làm ra tai qua lạn rũ để trần tham nhớ dùng tam chi tối như đêm dày như đất điểm âm chưa đường điểm dương chưa tỏ đường sáng không biết đường tối thì không phúc còn mỏng tội còn dày để ngày hôm nay căn thắng vào đồng lên đây một dạ nhất tâm tưởng vạn tâm cầu con giàu một bó con khó có tâm lễ mộng đồng thành lễ thiểu đồng đa chứ nhất để niệm thông tam giới để nhất tâm tu thiết lễ nghi tàu lầu quả cau cơi dầu thẻ hương ngọn đèn nén nhang để thanh bông hoa quả bù liêu tiểu phẩm cơm canh lễ vật chá lẻ mã bội điền soạn chi nghi ngày hôm nay kiền tỉnh đạo lưu chúng con tiệu vô tân từ đường Phạm Duy tộc nời kêu tiếng khấn nời khẩn tiếng cầu tờ vườn lá sớ tờ lương cánh trạng để con xin thưởng tấu đế thiên đỉnh con hạ trình long cung thì cảm tấu hoàn thánh điện chư vị linh quan chư vị tôn thần sứ giả bản cảnh bản thổ chư vị tối đêm chứng minh công đức để đạo lưu con xin xá tối con tấu thỉnh để tam giới chúa ôn thiên bồ đại đế ngọc bệ hạ con cung thể quan đương liên cai trị năm quý mão quan trịnh vương hành hiển thành tên chi thần liễu tào hát quan á hạ con cung thỉnh quan đương cảnh thành hoàng bản hộ hiền vị đại vương thượng thượng đẳng tối linh thần thừa hạ tấu thỉnh quan đương sứ thổ địa phúc đức chính tử
thần vị tiền con cung thỉnh ngũ phương long mạch, thổ địa sơn thần vị tiền, đông phương thanh đế, long mạch thần quan, nam phương xích đế, long mạch thần quan tây phương bạch đế, long mạch thần quan bắc phương hắc đế, long mạch thần quan trung ương hoàng đế, long mạch thần quan con cung thể, bản gia thổ công, đông trù ti mạch, táo phủ thần quan, tính đều ý đơn, tự tế quách phúc đức chính thần vị tiền con cung thể, nhị thập tứ sơn, địa mạch tôn thần nhị thập tứ hướng, phong thủy tôn thần châu trước, huyền vũ thần vân chiêu tài tiến bảo nương quân, chúa đất linh từ thủ gia thủ hướng, thủ đất thần vân vị tiền, con cung thỉnh tiền hậu địa chủ tiếp dẫn, tài thần vị tiền và thánh chư vị liên quan, xe lan giá bực, xe giá để giá ước, để bản đàn giá ước, để từ đường, để là tân, để ra từ là đường, để thạm duy tộc, thì nay đâm kiến lửa, thu nhận lễ vật, chấp cảnh chi tình chấp kêu, chấp cấu chấp cầu chấp lời kêu tiếng khấn, lời phần tiếng cầu tờ vườn lá sớ, tờ đơn cánh chạc vuốt ve che chở, tận độ tận thương cho là đồng tộc phạm duy quân đấu tôn điện. Thì người có mặt cùng người bắt mặt, kẻ ở xa, người ở gần, kẻ có giọt dầu, người có nén nhang thì dốc một lòng trông một đạo, từ ấu trí trưởng nay một dạ một anh, một lòng thì xin cung hành tạ lễ, thánh trạch thì tân từ đường, để phạm duy tộc thì xin để cung thỉnh chân linh, để là cụ này là phạm công tài thì chi chân linh, tỷ ngô thì an, chi chân là linh để tịnh cập phụ tiết, thỉnh mời chân linh cụ phạm duy hiền, chi chân linh tỷ là ngô thị giang chi chân linh tịnh cập phụ tiết chân linh cụ phạm công tế để tỷ là trần là thị tươi chi chân linh tịnh cập phụ tiết để chân linh cụ phạm duy doãn chi chân là linh để tỷ là vũ là thị điên chi chân là linh để là trưởng là phái để tượng để là phạm là duy là doãn để vũ là thị là nương để là phái hạ phạm là duy là quỳnh để phạm là thị khá tịnh cập để là chân linh tứ vị để là bà cô để phạm là thị tâm phạm là thị tế phạm là thị đông phạm là thị giác để là chính hồ chi chân linh để tịnh cập phụ tiết để ra tiên tiền tổ phạm duy tổng môn đường nội ra tiên tổ ngoại ra tiên tổ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tế tổ khảo tổ tế bá thúc huynh đại cô di tỷ muội á thân biển thích nhất thiết biết cần lội ngoại tâm thân thượng cao tầng tổ hạ trí huyền tôn hữu danh thập vô danh đằng đằng các chư vị chân linh tổ cô tổ máy bà cô ông máy cô bé tổ bé hồn ngoại nơi bên ông bà có tên quên rỗ có rỗ quên tên thất làm bộ phần hình hài đồng ngai giá ngự yên vị để là tân là từ là đường để phạm duy đồng để giá ước yên vị linh sàng yên vị nô hương để nai nâm hiến hưởng cơm canh phù lêu tiểu phẩm thu nhập kim ngân tiền vàng ngân xuyến để tương hồi âm cung nguyện cầu tổ tiên phạm duy tộc môn đường chẳng chư cho nên được siêu sinh thoát hóa mộ phần được an cư các thái để quyết bảo cho dương môn con cháu đồng tộc để là tai qua làm chỗ điều lành tổ tiên đem lại điều hại tổ tiên để tống khứ ta đi trần hàm nhỡ nhục tan chi tối như đêm dày như đất để đạo lưu quan xin đại tốt dân chỉnh con xin kêu thay đấy đó con chim kêu thật thánh dương cung bán con chim ai mát thật thánh chi vị liên quan ngài lời cung tên thì xét cảnh chi tình mở lòng bồ tát phát tâm bồ đề cho qua phá lễ âm được siêu dương được thịnh chốn gia chung được bình yên khang thái trên được thuận dưới được hòa đồng tộc gia đình được hạnh phúc cây được xanh ngành được nở già được thêm tuổi thọ trẻ mạnh khỏe làm ăn công danh được đắc thành đắc toại buôn may bán đắc gặp chúng gặp bạn sự lành gặp ông có đức gặp bà có nhân âm phù dương trợ anh nâng em đỡ vuốt ve che chở để cho đoàn gánh được chóc vai đắc tài sai độc đồng gần thần thánh tiếp lại lộc xa thần thánh chư vị liên quan để ra tiên tiền tổ tiếp về cho con cháu tôn điệp người có mặt cùng người có mặt tu thiết lễ nghi có điều gì sơ mơ nhầm nỗi thiếu sót trách lành về đâu để nhầm thần thánh xá đối thần thánh thương
chư vị các quan để gia tiên tiền tổ tặng độ tặng thương thiếu cho làm đủ để vuốt ve che chở cho con tháo tôn điểm pha phá lễ thì đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối 3 tháng hè 9 tháng thu thác đạn quy qua cầu đi đò đến nơi nội sông đến bến để mà thánh cứu âm cứu dương cứu đường cứu trả biến tai đắc phúc tài hòa vi tường thì cho cầu danh được đắc danh cầu tài được đắc tài cầu lộc được đắc lộc cầu chi như ý nguyện giá được tòng tâm tai nạn tống cứu tha phương thì ngày hôm nay ngày lành tháng tốt ngày một tháng tiên xin lại an là cư nhập trạch khách trạch nên giờ để là từ đường để phạm duy tộc để có điều gì sơ mơ nhầm ngỡ con xin sám hối cung minh và thánh cung minh chư vị linh quan chư vị tôn thần cai quản thần đốt đất để tại từ đường để cung thỉnh gia tiên tiền tổ phạm duy tộc để là đẳng chư chân linh đồng nai hợp tòa thu nhận đấy bạn chất cảnh chi đình cho đạo lưu con xin khai hồ vào hiến phần hóa kính yết con lấy âm dương làm tín tâm linh vi tiếu linh nghiệp thần thông linh nghiệp thì được hà do cách trở cho con xin tiếu sắc con đạ nam mô a di đà phật con đạ nam mô a di đà phật con đạ nam mô a di đà phật ông cho bái năm bái thanh thoại cái gì đồng chơi thì vừa được sướng mà xin người xin đại mấy lần xin đại mấy lần.